Kỹ nghệ dùng dao của cô gái này thực sự quá đỉnh. Nhát nào nhát nấy đều nhau tăm tắp, không lệch một ly. Cô ấy gọt vỏ quả cà chua làm thành một bông hoa xinh xắn. Trang trí đĩa ăn đâu ra đấy, vô cùng ngon mắt. Món ngon tất cả các nước trên thế giới, cô gái ấy đều có thể xử lý gọn gàng. Người bố và mấy đứa trẻ đều rất ngạc nhiên. Không chỉ là nấu ăn, mà giặt giũ quần áo hay may quần áo cho búp bê. Thậm chí là làm tóc, chơi điện tử cũng đều là cao thủ. Cô gái còn có thể giúp người chồng xử lý công việc nữa. Nhưng cô ấy không phải con người mà là một người máy thông minh tên Anzi. Ở tương lai, chúng ta có thể bắt gặp người máy ở trên đường một cách dễ dàng. Họ là lao công, shipper, bảo mẫu trông trẻ, công nhân. Người máy xuất hiện trong hầu hết tất cả những công việc thường ngày của con người. Kể cả làm bác sĩ phẫu thuật, người máy không cần ăn, không cần ngủ, không bị ốm. Chỉ cần nạp đủ điện thì có thể làm việc ngày đêm không mệt mỏi. Mỗi ngày người đàn ông này đều phải chăm sóc cho 3 đứa con. Nấu bữa sáng xong rồi vội vã đi làm. Nhà cửa bày bừa vô cùng lộn xộn, chẳng có thời gian dọn dẹp. Vậy là anh ấy đã bỏ ra 24 vạn để mua cô người máy Anzi về nhà. Cả nhà đều vui vẻ, nhưng khi người vợ đi công tác về trông thấy Anzi thì tỏ ra không vui. Bởi vì cô ấy để ý thấy cô người máy này có những hành vi rất kỳ lạ. Buổi tối, khi Anzi đang đọc truyện cho cô bé Phi Phi nghe thì La Vân bước vào. Anzi, cô nghe rõ đây. Từ giờ về sau, nếu không có sự cho phép của tôi thì không được vào phòng của Phi Phi, nghe rõ chưa? Anzi là một người máy nên cô ta được lập trình để phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, Anzi lại nói một câu khiến ai nghe thấy cũng phải suy nghĩ. Phi Phi, sẽ có khả ai là xảo nhỏ hả? Một người máy tại sao lại có thể cảm thấy Phi Phi đáng yêu cơ chứ? Cô ta nói cứ như có cảm xúc vậy. Anzi thực sự rất đáng sợ. Cô ta cố ý chạm cái khay bánh nóng từ lò ra chạm vào tay La Vân, nhưng lại giải thích rằng làm vậy để khỏi bỏng Phi Phi. Giữa cô và Phi Phi, tôi bắt buộc phải ưu tiên bảo vệ Phi Phi. Không chỉ có thế, Anzi còn cãi lại nữa. Yên tâm đi, tôi bảo vệ Phi Phi còn thích hợp hơn cô. Tối đó, khi cả nhà ăn cơm, người chồng kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo, khiến cho không khí trùng xuống, chỉ có Anzi là cười lớn, ha ha ha. Chuyện này khiến La Vân càng khó chịu. Sau bữa tối, khi Anzi chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cô bé Phi Phi mang đi học, thì La Vân đã nhắc đi nhắc lại rằng con bé bị dị ứng với xoài, không được cho xoài vào. Nhưng khi làm đồ ăn, cô ta đã làm món pudding xoài. Khi người chồng hỏi thì Anzi nói rằng chính La Vân dặn mình làm pudding xoài cho Phi Phi. Người chồng rất giận. Chiêu ly gián này thực quá cao tay. Sau đó, Anzi lại giúp người chồng xử lý khó khăn trong công việc. Nhờ thế mà anh ta được thăng chức, lại cố ý để lộ chuyện này trước mặt La Vân. Anh ấy nói rằng cảm thấy chẳng thể rời xa tôi nữa rồi. Người chồng chọn một bông hồng vàng, định bụng sẽ làm lành với vợ. Anzi chủ động nhận việc lái xe rồi lén giấu bông hoa đi, khiến cho hai vợ chồng La Vân hiểu lầm rồi cãi cọ. La Vân vô cùng bất an, cô người máy Anzi này không hề đơn giản. Phải tống cổ cô ta đi thôi. Một người máy khi chống đối con người, cũng biết nói dối, mưu mô, chơi chiêu ly gián. Anzi đang dạy anh chồng nấu mì thì La Vân về. Cô ta cố ý đụng chạm anh ta để cô ấy thấy. La Vân sao có thể không bực bội chứ, nhìn họ như vậy chẳng khác nào một đôi vợ chồng cả. Còn bản thân cô thì cứ như người ngoài vậy. Và thế là những cuộc cãi vã liên tiếp diễn ra. Bị tham mê hoặc. Nhưng vợ chồng họ cũng làm lành rất nhanh. Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng La Vân. Người chồng đã xin nghỉ làm để chuẩn bị cho vợ một bữa tối lãng mạn hai người. Buổi chiều, La Vân gọi điện về báo cho chồng rằng mình phải đi công tác đột xuất. Anzi nhận điện thoại, cô ta nói với người chồng rằng La Vân gọi để báo cô ấy sẽ về nhà đúng giờ. Và thế là Anzi đợi La Vân cùng người chồng tới tối muộn. Anh ấy gọi điện cho La Vân mãi không được. Khi hỏi đồng nghiệp của cô ấy thì mới biết vợ mình đã đi công tác rồi. Người chồng giận dữ đặt mạnh cái điện thoại xuống bàn. Kế ly gián của Anzi một lần nữa lại thành công mỹ mãn. Chưa hết, thấy người chồng giận dữ, Anzi lại đổ thêm dầu vào lửa. Hôm qua tôi nghe thấy cô ấy nói chuyện điện thoại. Cô ấy nói rằng anh không biết bí mật của cô ấy. Cô ấy không thể nói cho anh biết bí mật của mình được. Người chồng đang cơn nóng giận thì chẳng kiểm soát nổi mình nữa. Anh ta mở chế độ người tình của Anzi. Sau chuyến công tác, chuyện đầu tiên La Vân làm là đưa Anzi đi. Nào ngờ, trên đường, cô ta đã phản kháng lại cô ấy. Không kiểm tra ra lỗi thì không được trả lại hàng. Đúng lúc ấy, cậu con trai Kiều Viễn gửi tới nơi, thấy cậu bé sắp tông vào xe tải, Anzi lập tức lao ra chắn trước mũi xe. Từ sau vụ tai nạn đó, thái độ của La Vân đối với Anzi khác hẳn. Nhưng trực giác của người phụ nữ chẳng bao giờ sai. Cô người máy Anzi quả thật vẫn còn một người máy khác ẩn bên trong. Video tới đây là hết. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!